Xin chào các bạn, hôm nay trên cờ tướng thì kỹ này đến các bạn trong hình cờ vàng rất là hay. Khi bên đỏ còn mã 3 chốt, đấu với bên đen còn xa chốt. Thì trong cờ tướng, người chơi cờ chúng ta thường có câu là đương xa sát bằng thử. Nghĩa là về cờ tàn thì bên còn xa có thể là tàn sát hàng trăm quân của địch. Nhưng trong cuộc cờ này, liệu câu nói ấy có đúng hay không? Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Và đừng quên cho mình một like và nhấn đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Thì như thấy trong hình cờ này thì bên đỏ còn một mã hai chốt để tấn công cũng rất là cơ động, nhưng mà để kiềm chế được bên đen còn xe rất là mạnh thì một điều cũng không phải là dễ dàng, đòi hỏi bên đỏ phải có những điều thật là độc đáo thì mới thể hy vọng chiến thắng cuộc cờ này. Thì bước đầu tiên đó là bên đỏ đi mã 5 hối về lỗ bàn chiếu tướng. Tất nhiên tướng đang không thể tấn một được, tại vì sẽ bị chốt tấn một quả sát không ngay, do vậy bắt buộc tướng phải thối một. Nếu đây bên đỏ tiếp tục dùng chốt bình vàng an sĩ thì tất nhiên xa sẽ bình vàng chốt ngay. Và nếu bên đỏ có dùng mã làm căn nhắn chốt đuổi xe thì tất nhiên xa phải bay qua chốc mã hướng về, thì xa sẽ tấn lên và âm lực tiếp theo sẽ bình vàng chiếu tướng là tắt mã. Mã có nhảy qua lỗ 7 đi nữa thì xa cũng sẽ chiếu tướng, bắt buộc tướng phải bình qua, sau đó lại đập một lần nữa chiếu tướng, bắt được tướng hút bình vàng, sau đó thì về và truy mã tiếp. Thì như ta thấy là mã nhảy đi thì chốt này sẽ mất, và như thấy trong hình cờ thì đơn xe đấu lại mã chốt tất nhiên là sẽ mình đang sẽ thắng cuộc. Như vậy ta thấy nếu đi như cách mình đã trình bày thì đúng là đơn xe sát bằng tử, một xe có thể là phát huy hết tối đa sức mạnh của mình và có thể là tàn sát quân đỏ một cách rất là dễ dàng. Do vậy đến đây bên đỏ sẽ nhảy một nước mã nữa rất hay, đó là mã bạc tấn hai chiếu tướng. Hiện nay ta thấy là mình đang có hai phương án để đi. Cái thứ nhất là tướng 6 bình 5, và cái thứ hai đó là tướng 6 tấn 1. Ta xét trong trường hợp thứ nhất đó là tướng 6 bình 5. Ta thấy bên đỏ quân chốt đây đang đứng ở vị trí là vị xe chóc. Nếu mà hy sinh vào sĩ thì xe sẽ vạt, và như thấy là giống như hình trợ trước, mình khó có thể mà chống đỡ được sức mạnh của phía xe. Do vậy đến đây thì bên đỏ không có màn bởi sự sống chết của quân chốt này nữa, mà đi một bước rất là hay, đó là chốt 5 bình quân 6. Nước đi này giúp mở thông mặt tướng, và như ta thấy là trong cờ tướng thì mặt tướng có giá trị như một quân xe. Như chẳng hạn như là bên đen không suy sát mà ăn xe bỏ chốt thì lúc này mã sẽ nhảy chiếu ngay, vừa chiếu tướng vừa chốc xe. Nếu mà tướng có bình ra để giữ thì mã sẽ tiếp tục ăn xe, tướng ăn lên, và như ta thấy là chốt ở lùi 6 thì hoàn toàn bình qua và bắt chết chốt ở lùi 9 bên đen. Và như ta thấy là bên đỏ còn hai chốt có thể hoàn toàn chiến thắng được bên đen còn bên sĩ. Do vậy tất nhiên đến đây thì bên đen không thể mà bình vào chốt được. Vậy bên đen phải đi nước nào tiếp theo? Giả sử nếu mà xe đen tấn lên để bắt chốt, đồng thời là mở đường thông thoáng cho xe, thì đến đây sẽ bị thua ngay, tại vì lúc đó thì chốt sẽ bình vào ân sĩ chiếu tướng. Bắt buộc tướng phải bình qua lộ 4, không thể bình qua lộ 6 được do có mã đây. Sau đó thì lại nhấn chốt chiếu tướng, bắt buộc tướng rồi lên, và sau đó thì nhảy mã về và sát cục. Còn trường hợp thứ hai mà bên đen cũng có thể nghĩ đến, đó không tấn xe lên bắt chốt mà sẽ tấn xe lên để ngừa cái nước mà mã có thể nhảy chiếu ở lộ 4, thì lúc này cũng sẽ bị sát cục, tại vì lúc này chốt sẽ ăn vào chiếu tướng, buộc tướng phải bình ra. Sau đó thì mã nhảy một nước rất hay, đó là mã hàng tấn 4 ngăn không cho xe có thể bình vào lộ 5 chiếu tướng và bắt chốt. Và hâm bước tiếp theo sẽ là dùng chốt 5 bình 6 và chiếu tướng sát cục ngay. Do vậy đến đây thì đang phải nghĩ đến phương án phòng thủ nước là chốt 5 bình 6, thì còn một cách duy nhất đó là nước xe số 1, thì lúc này chốt vẫn bình qua chiếu tướng, xe ăn vặt, sau đó thì mã ăn về, tướng ăn lên. Thì như ta thấy là đây giống như bước trước, hai chốt hoàn toàn có thể chiến thắng cuộc trò này. Do vậy đến đây cách đi mà hợp lý nhất đối với đen lúc này chắc có lẽ là không bao giờ có thể mà dám rời xa khỏi cái đường ngang này. Thì xe 1 sẽ bình 2. Lúc này thì đỏ tiếp tục dùng chốt 6 tấn 1 để bảo vệ con chốt này. Xe lại tiếp tục bình qua lô 1. Đến đây thì bên đỏ thấy đã chốt đã có căn giữ ngay, dùng mã ăn về chốt. Và đến đây nếu mà bên đen không tính kỹ mà dùng xe lên để chọc mã sẽ bị thua ngay, do lúc đó chốt sang hộ sĩ. Nếu mà
tướng mình ra thì sẽ bị mã chiếu sát, còn tướng mình qua lộ 4 thì sẽ bị trốn nhắn một chiếu sát. Do vậy đang chỉ còn cách là có thể là bình tướng qua lộ 6 hoặc là lại bình sang qua lộ 2. Thì bước thứ nhất sẽ là bình qua lộ 6 thì mã lúc này sẽ nhảy chiếu ngay. Như ta thấy đến đây, cho dù tướng có tấn 1 hoặc là tướng bình qua lộ 5 thì cũng sẽ bị chốt ăn vào sĩ, chẳng hạn như là bình của lộ 5 thì sẽ bị chốt ăn vào sĩ, bắt buộc xe phải ăn vào, sau đó thì mã lại ăn xe. Thì như ta thấy là bên đỏ hoàn toàn có thể chiến thắng. Tương tự với trường hợp là tướng mà tấn 1 thì chốt cũng sẽ ăn vào sĩ và chiếu tướng. Như vậy đến đây thì cách đi mà tướng 5 bình của lộ 6 không được, cộng cách nữa là xe bình của lộ 2. Đến đây thì mã đỏ lại nhảy về đường 3, và như ta thấy là kiểu gì thì chốt này sẽ ăn vào sĩ, và như mình phân tích chắc chắn là xem lại sang vào và mã ăn xuống, và bên đỏ chắc chắn là thắng cuộc. Như vậy ta đã xét xong biến thứ nhất, đó là nước sau khi mã nhảy về chiếu tướng và tiếp tục chiếu tướng thì tướng sẽ bình vào lộ 5. Còn bước thứ hai đó là tướng không bình vào lộ 5 mà tướng tấn 1. Đến đây thì đỏ quyết định bỏ con trốn của đường 6, dùng chốt 5 tấn 1 để bắt đầu tấn công tiếp. Đến đây thì đang không còn cách nào khác, phải bình xe ăn chốt. Tại vì bước tiếp kế tiếp chốt 5 sẽ tấn 1 và chiếu sát, mà đỏ lại nhảy về ăn con trốn đường 9 của mình đang. Tôi thấy nếu mà đang nếu nhảy lên để mà chấp mã thì sẽ bị thua ngay do chốt tấn 1. Cho dù tướng có tấn 1 hay tấn 1 nữa thì mã cũng sẽ nhảy và sát cục ngay. Do vậy xe tất nhiên là không có dám mà thoát khỏi cái đường ngang này. Còn nếu như mà tướng thứ 1 thì ngay lập tức mã sẽ nhảy vào lộ 3 chiếu tướng. Thì như ta thấy là tướng có bình vào hay là tấn 1 nữa thì chốt sẽ ăn xuống, vừa chiếu tướng vừa tróc xe, bắt buộc này xe phải mất và bên đang cũng sẽ thua. Do vậy bên đang còn có thể cách suy nghĩ nữa là sau khi mà mã ăn về chốt thì nghĩa là chống sĩ, thì đến đây mã đỏ lại tiếp tục nhảy qua lộ 2 để phục bước tiếp theo là dùng chốt 5 bình của lộ 4 và chiếu tướng sát cục. Tất nhiên đang lại phải hạ sĩ về. Đến đây thì chốt ngủ bắt đầu làm nhiệm vụ tấn qua. Như mình phân tích thì xe đàn không thể mà rời khỏi cái đường ngang này được, nên tất nhiên là tấn bình qua lại. Do vậy bên đỏ tục lại tấn chốt, đang lại bình xe tấn chốt bình xe. Cứ như vậy thì ta thấy là kiểu gì thì quân đàn giống như là cá đang nằm trên thớt, không thể nào mà tránh được sát cục tiếp theo, đó là nếu chốt bình vào chiếu tướng bắt buộc sĩ tăng lên, đó thì chốt nằm lại bình qua lộ 4 và sát cục. Như ta thấy từ hình trạng ban đầu, bên đỏ đã dùng một mã và hai chốt và di chuyển rất là hợp lý để chống lại đơn xa sát bằng thử với đen và giúp bên đỏ chiến thắng cuộc chơi này. Clip của mình đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay hãy cho mình một like để khích lệ tinh thần và đón xem tiếp các clip của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.